Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Núi Sông Bờ Cõi của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2014 tại Đà Nẵng, Việt Nam đã đăng cai tổ chức Diễn đàn Biển Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 5 và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 với sự tham gia của đại biểu đến từ 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác trong cấp cao Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Nga và Hoa Kỳ. Các diễn đàn này là kênh đối thoại về các vấn đề liên quan đến hợp tác biển, trọng tâm là xây dựng lòng tin, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC và sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, thúc đẩy đoàn kết ASEAN và tranh thủ các nước đối tác liên quan, tập trung vào các vấn đề ưu tiên của ASEAN xoay quanh ba trụ cột chính là chính trị, an ninh kinh tế và văn hóa xã hội. Để làm rõ hơn và cụ thể hơn về các diễn đàn này cũng như là các kết quả đã đạt được trong hai ngày thảo luận vừa qua, chúng tôi đã mời đến trường quay Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh, trưởng đoàn Việt Nam, người đã thay mặt chính phủ Việt Nam tham gia và tổ chức sự kiện này. Xin cảm ơn ông đã tham gia cùng với chương trình. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cùng quý vị và các bạn điểm lại những kết quả và diễn biến của hai ngày hội nghị vừa qua. Hợp tác biển đang ngày càng trở thành một lĩnh vực ưu tiên của các nước ASEAN và diễn đàn biển tiếp tục là kênh đối thoại quan trọng trong ASEAN cũng như giữa ASEAN và các đối tác. Đó là điều được khẳng định tại Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 diễn ra tại Đà Nẵng do Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức. Diễn đàn Biển ASEAN lần này đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường xây dựng lòng tin và hợp tác trên biển vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực. Trong các phiên thảo luận lần này, các vấn đề đã được bàn thảo một cách cụ thể hơn. Ví dụ như các vấn đề tìm kiếm cứu nạn, hợp tác trên biển, làm thế nào để đưa ra một số lĩnh vực cụ thể vào chương trình nghị sự của Ban Thư ký. Chúng tôi cũng đã thảo luận về yếu tố chính trị, cân nhắc đưa ra vấn đề hỗ trợ kỹ thuật lẫn nhau. Khi mà ASEAN thành lập cộng đồng chung vào năm 2015, các nước hợp nhất với nhau thì giao thương, an toàn trên biển là mối quan tâm của tất cả các quốc gia trong khối. Diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 có hiệu lực. Cả hai diễn đàn đều khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, cũng như những cam kết thỏa thuận khu vực, nhất là việc thực hiện đầy đủ các quy định của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Các bên khẳng định, trong phương thức ứng xử, các nước phải thực sự kiềm chế, không được làm phức tạp thêm tình hình và phải xây dựng được lòng tin. New Zealand đề cao Công ước Luật Biển và Luật pháp quốc tế, và UNCLOS là một phần quan trọng của nó. Đối với một quốc gia biển nhỏ, chúng tôi coi luật biển quốc tế là một phần cơ bản và quan trọng của luật pháp quốc tế. Mặt khác, các tham luận tại Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng mang tính xây dựng hơn với nội dung đề cập khá đa dạng về phương thức hợp tác ASEAN. Trung Quốc tái khẳng định cam kết liên kết hàng hải với các nước ASEAN bằng đề xuất ấn định năm 2015 là năm hợp tác hàng hải Trung Quốc-ASEAN. Một số thành viên khác cũng bày tỏ thiện chí sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. New Zealand có một số hoạt động gắn kết với cộng đồng ASEAN như đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN bàn về những vấn đề liên quan đến quân sự mà cụ thể là chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống tội phạm biển. Năm ngoái và năm 2015 tới đây, chúng tôi còn tổ chức hội thảo về thiết lập hồ sơ hàng hải, đem những nghiên cứu và kiến thức chuyên môn của Australia tới các nước ASEAN mà họ thấy là hữu ích để có thể học hỏi và áp dụng được. Đến với diễn đàn này, chúng tôi khẳng định lập trường của mình là vị thế của Mỹ ở Biển Đông rất rõ ràng, nhất quán, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung. Diễn đàn khu vực và cấu trúc khu vực là công cụ hữu hiệu để những nước có chung lợi ích giải quyết các tranh chấp trên biển và để chắc chắn rằng hệ thống quốc tế trợ giúp các nước trong ASEAN đáp trả các yêu sách và tìm hướng giải quyết. Với tư cách lần đầu tiên đăng cai diễn đàn, Việt Nam đã chủ động đưa vào chương trình hội nghị nhiều vấn đề thiết thực, thu hút sự quan tâm của các bên tham gia. Chúng ta đưa ra một cái nghị trình khá là toàn diện về các vấn đề liên quan tới hợp tác biển. Để các cái cuộc thảo luận ở các cái phiên thì đều là khá là sâu,
Tuy nhiên, đến phần thảo luận về Biển Đông thì rất sôi nổi và rất là nhiều ý kiến. Phải nói là trong năm nay, ASEAN đã có những các cái động thái rất có trách nhiệm và thể hiện được tinh thần đoàn kết. Là diễn đàn biển lần thứ 5 giữa các nước ASEAN và lần thứ 3 giữa ASEAN và các nước đối tác, các diễn đàn lần này tiếp tục khẳng định thế mạnh của các kênh đối thoại đa phương nhằm thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác trên biển trong khu vực. Vâng, đó là diễn biến và kết quả của diễn đàn biển ASEAN lần thứ 5 và diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3. Hai diễn đàn này được mở ra và được tổ chức trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đang tăng cường thúc đẩy thực hiện mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và trên vùng biển, đặc biệt là Biển Đông, đã có những diễn biến phức tạp. Vậy thì thưa Thứ trưởng Phạm Quang Vinh, bối cảnh đó đã có tác động như thế nào tới hai diễn đàn này? Trước hết thì chúng ta phải thấy rằng là cái diễn đàn biển ASEAN và diễn đàn biển ASEAN mở rộng được tạo ra theo cái sáng kiến của ASEAN nhằm để làm sao bảo đảm cái môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực này. Thế thì cái cuộc họp lần này trong cái bối cảnh mà ASEAN đã có rất nhiều nỗ lực trong cái bảo đảm cái môi trường hòa bình ổn định ở Biển Đông, cũng như là đã có những cái đánh giá đối với những diễn biến phức tạp gần đây trên vấn đề Biển Đông. Cho nên những cái chủ đề của hội nghị diễn đàn biển ASEAN cũng như chủ đề của hội nghị diễn đàn biển ASEAN mở rộng đã gắn sát vào cái tình hình đang diễn ra, cũng như là kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của cái hai diễn đàn này trong những năm trước. Thì chúng ta có thể thấy là thứ nhất, nó tập trung vào nhấn mạnh cái việc bảo đảm môi trường hòa bình ổn định, an ninh an toàn hàng hải Biển Đông phải dựa trên luật pháp quốc tế, mà trong đó có công ước luật biển và các thỏa thuận khu vực như tuyên bố về cách ứng xử các bên ở Biển Đông DOC. Cái thứ hai, họ khẳng định rằng là nếu không có lòng tin thì rất khó có thể mở rộng hợp tác được, cho nên cái việc xây dựng lòng tin cần phải được nhấn mạnh. Và trong cái xây dựng lòng tin thì làm sao bảo đảm là không có cái tình hình phức tạp diễn ra. Và cái thứ ba là tạo ra những cái cơ chế, những cái dàn xếp khu vực để có thể thúc đẩy cái biện pháp xây dựng lòng tin cũng như hợp tác trên cái lĩnh vực khác. Trong bối cảnh đó thì diễn đàn biển ASEAN cũng như là diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần này có những nét gì mới so với các diễn đàn trước ạ? Thứ nhất là nó nhấn mạnh cái việc thực hiện các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như công ước luật biển, nhưng nó đi vào cụ thể hơn dưới những ánh sáng mới, đặc biệt là những trao đổi gần đây trong các cái hội nghị ngoại trưởng ASEAN và hội nghị có liên quan ở NAPITO đầu tháng này, thì bao gồm là việc làm sao phải thực hiện được kiềm chế và không làm thứ phạm thêm tình hình, việc làm sao phải có những cái cơ chế và dàn xếp khu vực và có những biện pháp hiệu quả không để xảy ra những cái sự cố và những diễn biến phức tạp, rồi là trong việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả cái tuyên bố về cách ứng xử các bên ở Biển Đông DOC, thì người ta nhấn rất mạnh đến các biện pháp kiềm chế, mà cụ thể là việc thực hiện cái điều năm. Thì những cái biện pháp này chúng ta thấy là rất mới. Cái thứ hai nữa là trong việc xây dựng lòng tin thì người ta nhấn rất mạnh là lấy luật pháp quốc tế và công ước làm việc, làm cái cơ sở cho việc xây dựng lòng tin cũng như có cho cái cơ sở hợp tác. Và ở đây người ta bàn đến cái biện pháp là làm sao các bên là có thể tuân thủ được trên thực tế. Và cái điểm thứ ba là sau 5 năm diễn đàn biển ASEAN và sau 3 năm diễn đàn biển ASEAN mở rộng, thì lần này người ta bàn nhiều là những cái khuyến nghị và những kết quả của hội nghị diễn đàn biển ASEAN và diễn đàn biển ASEAN mở rộng này làm sao nó trở thành chính sách của ASEAN và các nước đối tác. Thì đây là những cái nét mới trong cái trao đổi lần này. Thưa quý vị và các bạn, hợp tác đảm bảo an ninh và hòa bình vì sự phát triển là xu thế chung của thời đại, và ASEAN cũng không nằm ngoài xu thế đó. Với vai trò là một kênh đối thoại về các vấn đề hợp tác trên biển, các diễn đàn biển ASEAN và diễn đàn biển ASEAN mở rộng đã có vai trò quan trọng và những đóng góp cụ thể thiết thực đối với việc đảm bảo hòa bình và an ninh vì sự phát triển chung của ASEAN. 5 diễn đàn biển ASEAN và 3 diễn đàn biển giữa ASEAN và các đối tác. Đó là kết quả nổi bật trong 4 năm về hợp tác biển của ASEAN. Tuy nhiên, đằng sau con số đó chính là một bước tiến hợp tác to lớn trong một lĩnh vực quan trọng hàng đầu của khu vực. Lợi ích đầu tiên mà các diễn đàn biển mang lại chính là tạo lập được cơ chế đối thoại tương tác, thúc đẩy được lòng tin thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin cũng như các công cụ, cơ chế khu vực nhằm ngăn chặn và quản lý xung đột. Các nước ASEAN, dù là quốc gia biển hay không, đều đã hướng sự quan tâm tới một vấn đề lớn của khu vực và tiến tới có một tiếng nói chung.
Với vai trò là chủ tịch AMF, chúng tôi làm việc với các nước ASEAN để có thể đạt được các mục tiêu chung và làm việc với các nước đối tác đối thoại để tìm ra phương thức hợp tác trong diễn đàn lần này. Kết quả quan trọng mà tôi nhận thấy đó là hội nghị lần thứ 5 của AMF trong bối cảnh ASEAN sẽ tiến tới trở thành một tổ chức khu vực, đồng nghĩa với sự hội nhập sâu hơn vào năm 2015. Vì khi chúng ta hội nhập hơn, các vấn đề về biển sẽ nằm trong lộ trình nhất thể hóa. Đây là điều được thảo luận trong hội nghị. Hợp tác đảm bảo an ninh hàng hải, chống khủng bố, chống hải tặc, tội phạm xuyên quốc gia là những thành quả rất đáng được ghi nhận những năm qua trong ASEAN. Hợp tác, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa lực lượng cảnh sát biển các nước ASEAN đã trở thành hoạt động bình thường trong khối. Bên cạnh đó, hợp tác ứng phó với thiên tai, cứu nạn trên biển giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác đang ngày càng được tăng cường hiệu quả hơn. Chúng tôi nghĩ điều mà ASEAN và các đối tác khác đang làm là rất quan trọng. Chúng ta có các vấn đề về hải tặc, khai thác hải sản trái phép, vân vân. Tất cả đều có thể được giải quyết bằng cách hợp tác. Tôi nghĩ đây là một cơ chế tốt để các quốc gia có thể cùng nhau bàn luận về việc làm sao để nâng cao sự hợp tác và giải quyết các vấn đề. Vì vậy, nó rất có ích. Qua các diễn đàn biển, các nước ASEAN đang rất gần nhau để đối phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Điều mà các nước ASEAN đang nỗ lực hướng tới thông qua các diễn đàn là sử dụng sự tương tác trên diễn đàn khu vực để thể hiện quan điểm, đề xuất sáng kiến, thúc đẩy hợp tác đa phương và hướng các vấn đề vào một cơ chế chung, đấu tranh có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Chúng tôi nhìn nhận diễn đàn khu vực và cấu trúc khu vực với ASEAN và diễn đàn ASEAN mở rộng có ý nghĩa to lớn đối với các quốc gia trong việc tìm ra các giải pháp hòa bình cho tranh chấp trên Biển Đông, đảm bảo rằng trật tự quốc tế hỗ trợ các quốc gia, các bên có yêu sách chủ quyền có thể tìm ra các giải pháp hòa bình đó. Diễn đàn biển ASEAN và diễn đàn biển ASEAN mở rộng mang lại những lợi ích to lớn trong việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định. Tuy nhiên, đây không phải là những diễn đàn an ninh. Tính đặc thù của nó chính là tính liên ngành trong các hoạt động hợp tác trên biển. Với những bước tiến hợp tác hiện nay trên các diễn đàn biển ASEAN, có thể thấy các nước ASEAN và các nước đối tác đang ngày càng đi sâu hơn vào những cơ hội hợp tác, sẵn sàng trước các thách thức đang đặt ra, bảo đảm hợp tác hiệu quả để duy trì hòa bình, an toàn, an ninh hàng hải trong khu vực. Vâng, thưa Thứ trưởng Phạm Quang Vinh, đó là những phân tích của chúng tôi về vai trò của diễn đàn biển ASEAN và diễn đàn biển ASEAN mở rộng đối với vấn đề hợp tác đảm bảo an ninh và hòa bình trên biển vì sự phát triển của ASEAN. Với vai trò là trưởng SOM Việt Nam và là người đã gắn bó nhiều năm với hoạt động của ASEAN, thì xin ông đánh giá về vai trò và những đóng góp của các diễn đàn như thế này đối với vấn đề an ninh và hòa bình trên biển cũng như là trong khu vực kể từ khi mà cái diễn đàn này được tổ chức từ năm 2010 này. Trong thời gian qua thì các diễn đàn này người ta đã bàn rất nhiều những cái chủ đề khác nhau, nhưng tựu chung lại là ba cái mảng chính. Một là làm sao bảo đảm được môi trường hòa bình ổn định và an ninh an toàn hải khu vực, mà dựa chính là vào luật pháp quốc tế, trong đó có công ước luật biển. Cái thứ hai nữa là làm sao mở rộng và xây dựng lòng tin, mà chúng ta đều biết trong cái khu vực này nó có những tranh chấp lúc này hay lúc khác, nó có những cái diễn biến phức tạp xảy ra, cho nên cái vấn đề lòng tin được coi là vấn đề rất quan trọng đối với khu vực này, trong đó đặc biệt là ở vấn đề Biển Đông. Và cái thứ ba là tìm xem những cái khuôn khổ xây dựng những cái dàn xếp để có thể thúc đẩy hợp tác trên những cái lĩnh vực mà các nước cùng quan tâm. Trong 5 năm qua đối với diễn đàn biển ASEAN, trong 3 năm qua đối với diễn đàn biển ASEAN mở rộng, thì người ta đã đưa ra rất nhiều những khuyến nghị khác nhau. Ví dụ như là người ta khuyến nghị về cái tìm kiếm và cứu hộ chẳng hạn, thì từ những cái kinh nghiệm của nhiều diễn đàn khác nhau, ARF cũng bàn, ADMM cộng cũng bàn, rồi cấp cao Đông Á cũng bàn, thì họ mới thấy rằng là muốn làm được cái tốt về tìm kiếm cứu hộ thì trong khu vực này phải thúc đẩy ít nhất ở trên 3 lĩnh vực. Đó là làm sao cái thông tin kịp thời và thông suốt. Như vậy là họ đề xuất là nên có cái đường dây nóng để khi có một sự cố hay khi có thiên tai rủi ro xảy ra thì người ta có thể liên hệ với nhau. Cái thứ hai nữa là phải có đầu mối ở mỗi một quốc gia để từ đó là khu vực có thể liên hệ với nhau. Người này cần liên hệ với người khác. Cái thứ ba nữa là vì các hoạt động này xảy ra ở trên những cái vùng biển
mà kể cả vùng biển quốc tế hay là vùng biển thuộc lãnh thổ của quốc gia này hay quốc gia kia, thì cái việc mà những cái thủ tục, những cái hình thức, những cái điều kiện để mà phối hợp với nhau như thế nào cũng là rất quan trọng. Cái kinh nghiệm mà tìm kiếm cứu hộ đối với cái vụ tai nạn máy bay MH370 là một cái kinh nghiệm rất quý báu trong cái việc là làm sao phối hợp cái lực lượng của nhiều quốc gia khác nhau mà có cả sự tham gia của cả lực lượng dân sự lẫn quân sự. Thì đây là những cái mà họ đã đề xuất. Rồi để thúc đẩy được hơn cái việc mà cùng hợp tác với nhau trong việc mà tìm kiếm và cứu nạn, thì cái tăng cường năng lực quốc gia cũng là rất quan trọng. Sự giúp đỡ của khu vực đối với năng lực quốc gia cũng rất quan trọng. Thì ví dụ như vậy là họ cũng đã có những đề xuất cụ thể. Và nếu những cái đề xuất này được khuyến nghị lên cấp, quyết định chính sách, xây dựng thành cái khuôn khổ hiệp định của khu vực thì rất quan trọng. Một trong những cái nội dung chính trong cuộc thảo luận thứ hai đó là vấn đề đánh giá lại việc thực hiện 20 năm được thực hiện công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Vậy thì xin Thứ trưởng có thể cho biết là các đánh giá, nhận định về việc triển khai cái công ước này là như thế nào? Thứ nhất là các nước nhân rất mạnh cái giá trị của cái công ước luật biển. Nó là cái khuôn khổ pháp lý có giá trị toàn cầu đối với lại các lĩnh vực liên quan đến biển, bao gồm cả việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, cũng như là tạo những cái khuôn khổ cho hợp tác trong lĩnh vực biển. Cái thứ hai nữa là công ước luật biển chính là cái cơ sở pháp lý để các nước theo đuổi trong cái việc xử lý các vấn đề trên biển, những kể cả hợp tác lẫn những cái có tranh chấp. Và cái điểm thứ ba nữa thì họ nhìn toàn cục lại, thì tất cả các nước trong cái khu vực này dù hầu hết là đã tham gia công ước luật biển, cũng có những nước chưa tham gia chẳng hạn như Mỹ, nhưng cũng đều cam kết là sẽ thực hiện các cái quy định của công ước luật biển. Nhưng khi đi vào những vấn đề cụ thể ở thời điểm này hay thời điểm kia thì vẫn có những cái mà còn chưa thực hiện đầy đủ. Ở đây người ta nói đến chẳng hạn như là vấn đề xảy ra những vấn đề phức tạp, hay là chẳng hạn như là những cái quy định của công ước luật biển liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia mà người ta phải tôn trọng, cũng còn có những xảy ra những cái vi phạm, hay là cái việc mà xác định cái đòi hỏi chủ quyền của mình phải dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước luật biển, không phải là đã được làm rõ. Thế thì trong lần này người ta nhấn mạnh cái giá trị của công ước luật biển là cái khung pháp lý mang tính phổ biến toàn cầu để điều chỉnh các quan hệ của các nước liên quan đến các vấn đề biển, trong đó có cả giải quyết tranh chấp, trong đó có cả hợp tác biển, nhưng đồng thời là cái yêu cầu để thực hiện một cách triệt để vẫn còn phải nỗ lực hơn nữa. Đó là vai trò của luật pháp quốc tế. Và trong khu vực thì chúng ta có tuyên bố của các bên về cách ứng xử trên biển Đông DOC và đang tiến tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông COC. Vậy thì trong các cái diễn đàn vừa rồi thì vai trò của DOC hay là tương lai COC được đánh giá như thế nào? Thứ nhất, đối với DOC thì các nước đều coi đây là cái văn bản rất quan trọng. Mà đối với ASEAN và Trung Quốc thì đánh giá đây là văn bản mang tính dấu mốc lịch sử giữa được ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc. Nhưng mà lần này thì khi ASEAN chia sẻ cái cách tiếp cận của mình là một mặt là phải thực hiện đầy đủ các quy định của DOC, nhưng trước những diễn biến phức tạp gần đây thì có một yêu cầu rất cấp bách là phải làm giảm cái căng thẳng, là làm sao ngăn chặn được những cái rủi ro, những cái sự cố phức tạp. Thì cái yêu cầu về thực hiện kiềm chế và không làm phức tạp tình hình được đặt ra là rất cấp thiết. Cho nên các nước khác cũng ủng hộ cái quan điểm của ASEAN là cùng với Trung Quốc làm sao cụ thể hóa và có cơ chế bảo đảm được thực hiện một cách hiệu quả và nghiêm túc cái quy định tại điều 5 của DOC liên quan đến kiềm chế. Thế còn về COC thì các nước bàn cái nguyên tắc chung là trước cái tình hình biển và đặc biệt là biển Đông vẫn còn có những diễn biến phức tạp, cái yêu cầu về xây dựng lòng tin và bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực này cũng vẫn rất là cấp thiết. Cho nên là cái bộ quy tắc ứng xử COC cần phải sớm có. Nhưng COC phải là bộ quy tắc thừa kế được những cái quy định tích cực của DOC, đồng thời là phải bổ sung và nhân lên. Thứ nhất là COC cần phải là bộ quy tắc mang tính tổng thể, điều chỉnh các cái hành vi ứng xử của các bên ở Biển Đông và có giá trị ràng buộc. Cái thứ hai, nó phải bổ khuyết được những cái điểm mà trong DOC chưa có. Chẳng hạn như là phải có cái quy định và các cái dàn xếp cơ chế để bảo đảm giám sát thực hiện các cái quy định của COC trong tương lai, hay là phải có những cái cơ chế để ngăn ngừa những cái xung đột có thể bùng nổ, những cái rủi ro có thể xảy ra. Thì những cái đó là những cái mà ASEAN và các nước cùng chia sẻ với nhau. Vâng,
Qua phân tích của Thứ trưởng Phạm Quang Vinh, chúng ta có thể hiểu rõ quan điểm của Việt Nam đối với vai trò của các diễn đàn biển ASEAN cũng như là diễn đàn biển ASEAN mở rộng đối với vấn đề hợp tác trên biển vì hòa bình và phát triển. Vậy quan điểm của các quốc gia khác thì như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua các cuộc phỏng vấn nhanh sau đây. Trong các hội nghị trước đây, ASEAN đã thảo luận về các vấn đề biển. Tuy nhiên, trong hội nghị lần này, các chủ đề đã được bàn thảo chuyên sâu hơn. Ví dụ như tìm kiếm cứu nạn, hợp tác biển, làm thế nào để chúng ta chuyển giao các vấn đề biển chuyên ngành cho các cơ quan chức năng phù hợp. Chúng ta thảo luận các vấn đề chính trị và cùng thảo luận phương thức, cách thức giao phó các vấn đề kỹ thuật cho các cơ quan chuyên trách. Từ những điều trên, tôi cho rằng hội thảo lần này đã đi sâu hơn vào các vấn đề chuyên ngành. Tôi đánh giá cao chương trình nghị sự. Nó bao trùm nhiều vấn đề đáng quan tâm như tìm kiếm cứu nạn và các vấn đề ở Biển Đông. Tôi thấy diễn đàn này rất hiệu quả và có triển vọng để tìm ra các giải pháp cho các vấn đề mà ASEAN và các đối tác quan tâm. Một trong những vấn đề quan trọng nhất đó là các nước có lợi ích chung cùng ngồi lại với nhau và hợp tác thực sự là nền tảng cơ bản để giải quyết các vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Chúng tôi rất chú trọng vào việc hợp tác với các nước ASEAN và các đối tác khác trong diễn đàn ASEAN mở rộng để cùng nhau vượt qua các thách thức trong lĩnh vực hàng hải. Diễn đàn này thực sự rất có ý nghĩa. Tôi chắc chắn rằng các nước ASEAN sẽ bàn thảo nghiêm túc về tương lai của diễn đàn. Tôi xin nhấn mạnh vai trò trung tâm của các nước ASEAN, cũng như các chủ đề mà ASEAN quan tâm. Và Nhật Bản sẵn sàng trợ giúp trên tất cả các lĩnh vực nằm trong khả năng của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã nói đến tầm quan trọng của việc tiếp tục diễn đàn này để bàn thảo các vấn đề cụ thể mà chúng ta có thể cùng giải quyết. Tôi nghĩ đây là một diễn đàn tốt để các quốc gia có thể cùng nhau bàn luận về việc làm sao để nâng cao sự hợp tác và giải quyết các vấn đề. Vì vậy, nó rất có ích. Tôi phải nói rằng Việt Nam đã thực hiện xuất sắc vai trò nước chủ nhà trong hội thảo lần này. Việt Nam là một thành viên ASEAN và có vai trò quan trọng trong AMF. Việt Nam là một thành viên của ASEAN và cũng là chủ nhà cho diễn đàn lần này. Đồng thời, Việt Nam cũng là một bên đóng vai trò quan trọng trong tranh chấp. Tôi nghĩ, trong dài hạn, Việt Nam nên làm việc với các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế để giải quyết các bất đồng. Còn trong ngắn hạn, việc cần làm là hợp tác để tránh những việc không đáng có và làm giảm căng thẳng. Vì vậy, Việt Nam là một thành viên rất quan trọng trong khu vực. Vâng, thưa Thứ trưởng Phạm Quang Vinh, chúng ta vừa nghe những cái ý kiến của những thành viên đã tham dự hai cái diễn đàn vừa rồi về vai trò của diễn đàn biển ASEAN cũng như là diễn đàn biển ASEAN mở rộng. Vậy thì thưa Thứ trưởng, ông có thể đánh giá là tương lai của các diễn đàn này sẽ như thế nào không ạ? Đã đến lúc là cả hai diễn đàn này phải chốt lại những cái gì mình đã bàn bạc trong nhiều năm qua để chuyển thành những cái khuyến nghị chính sách lên cái kênh một là kênh của các chính phủ ASEAN và giữa các chính phủ ASEAN với các đối tác. Cái thứ hai nữa là trong khi là tình hình Biển Đông nó vẫn còn có những cái phức tạp, cái nhu cầu về xây dựng lòng tin, bảo đảm cái an ninh, an toàn hàng hải cũng như là mở rộng các lĩnh vực hợp tác mà các bên rất cần đến nhau. Thì tôi cho rằng là với hai cái điểm đó thì họ đồng thời phải chốt lại những khuyến nghị của mình cho đến giai đoạn này, đồng thời tiếp tục bàn những cái khía cạnh có liên quan khác xung quanh cái việc xây dựng lòng tin, bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và mở rộng những lĩnh vực hợp tác có thể để tiếp tục khuyến nghị cho cái kênh chính thức của các nhà hoạch định chính sách ASEAN và các bên đối tác. Thì tôi cho rằng là thời gian tới chắc chắn là còn nhiều điều mà hai diễn đàn này phải bàn. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn biển ASEAN và diễn đàn biển ASEAN mở rộng. Vậy thì Việt Nam đã có những đóng góp gì vào hai diễn đàn lần này? Chúng ta đăng cai lần này một mặt là thể hiện cái trách nhiệm với tư cách là thành viên ASEAN đối với hai diễn đàn này. Và đây cũng là cái vấn đề mà các nước ASEAN, các nước đối tác chung khu vực đều quan tâm và ta cũng quan tâm, có cái sự trong chúng thế. Cái thứ hai nữa là khi ta đăng cai này thì ngay từ sớm chúng ta đã tham vấn các nước ASEAN rồi tham vấn các nước đối tác có liên quan để xây dựng các cái chủ đề và các cái chương trình nghị sự của hội nghị, mà chúng ta thấy là hội nghị lần này
Mỗi một hội nghị nó có 5 đến 6 cái chủ đề mà vừa mang cái tính chất chung như là liên quan đến luật pháp quốc tế, hay là vừa mang những cái tính chất là cụ thể, chẳng hạn như là cứu trợ thiên tai hay là cứu hộ cứu nạn. Thì những cái chương trình nghị sự, những cái chủ đề này được các nước ASEAN và các nước đối tác đánh giá rất cao và nhất trí cao. Cái điểm nữa là chúng ta vừa đăng cai nhưng đồng thời tham gia vào việc điều phối. Thì cả trong công tác điều phối, trong công tác điều hành cũng như tham gia với tư cách là quốc gia, thì chúng ta đã có những đóng góp xây dựng, mà cụ thể là chúng ta đã cùng đóng góp vào những cái kết luận của hội nghị lần này, bao gồm thứ nhất là phải bảo đảm cái luật pháp quốc tế công ước luật biển để có thể xây dựng lòng tin, để có thể là giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, và để có thể ngăn ngừa những cái rủi ro có thể xảy ra, sự cố có thể xảy ra. Cái thứ hai là nhấn mạnh cái công ước luật biển, những cái bước phải làm tiếp theo trong cái khu vực này để bảo đảm cái thực hiện tốt cái công ước luật biển. Cái thứ ba nữa là trên những cái lĩnh vực cụ thể thì có rất nhiều những sáng kiến của các nước mà chúng ta đã cùng đóng góp vào, chẳng hạn như là phải xây dựng được những cái cơ chế đầu mối khu vực và cái công tác phối hợp với nào trong cái tìm kiếm cứu nạn hay ứng phó thiên tai, hay là cái việc thúc đẩy là phải thực hiện cái điều 5 của DOC. Thì tất cả những cái đó là chúng ta đã phối hợp cùng các nước, cũng như là lần này chúng ta đã cùng với các nước thúc đẩy cái kết luận là các cái diễn đàn lần này phải có cái đề xuất chính sách và để đưa ra một cái cơ chế thích hợp của ASEAN để bàn trở thành cái chính sách chung của ASEAN và các đối tác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua sự phân tích và trao đổi của Thứ trưởng Phạm Quang Vinh trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn về các nội dung thảo luận và các kết quả đã đạt được trong diễn đàn biển lần thứ 5 của ASEAN cũng như là diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3. Chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn về vai trò của các diễn đàn này đối với vấn đề đảm bảo hợp tác vì hòa bình, an ninh và phát triển trong khu vực ASEAN. Một trong những điểm quan trọng được tập trung thảo luận và nhấn mạnh trong các diễn đàn lần này đó là việc xây dựng lòng tin và tuân thủ luật pháp quốc tế trong mọi hoạt động hợp tác trên biển nói riêng và hợp tác vì sự phát triển chung. Trong bối cảnh tiến trình nhất thể hóa của ASEAN đang được thúc đẩy mạnh mẽ, đây sẽ là những yếu tố quan trọng để đảm bảo một ASEAN đoàn kết, vững mạnh nhằm đạt được những mục tiêu chung. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn biển ASEAN và diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần này cũng đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm cũng như sự đóng góp của Việt Nam đối với lĩnh vực quan trọng và ưu tiên của ASEAN về hợp tác biển và đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực. Chương trình Núi Sông Bờ Cõi tuần này của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn Thứ trưởng Phạm Quang Vinh đã tham gia cùng với chương trình. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website vtv4.vn hoặc qua trang youtube.com/vtv4go. Mọi góp ý của quý vị có thể gửi về qua hộp thư điện tử núi sông bờ cõi a@vtv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.